Cát Tường sau khi rời Bạn Muốn Hẹn Hò vì mâu thuẫn Quyền Linh tháng 5 năm 2019, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gây ồn ào. Khi nhà sản xuất quyết định để Nam Thư làm MC thay Cát Tường, là bạn dẫn lâu năm cùng Cát Tường, Quyền Linh chia sẻ hình ảnh, văn bản về việc thay đổi MC Bạn Muốn Hẹn Hò từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất mở rộng Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản Cát Tường dẫn mang tên Hẹn Ăn Trưa. Trong khi đó, phiên bản truyền thống sẽ do Nam Thư đảm nhận. Việc thay đổi này cũng là do yêu cầu của đơn vị nắm giữ bản quyền chương trình. Nhưng Cát Tường lại chia sẻ là cô bị cắt hợp đồng. Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng người ta lại cắt hợp đồng của tôi, chứ làm gì có ai bỏ chương trình. Kinh tế của tôi khá hơn, có thể cho con đi học nhờ chương trình. Giờ người ta cắt hợp đồng đột ngột, tôi hụt hẫng stress lắm. Cát Tường nghẹn ngào chia sẻ. Trước phát ngôn của Cát Tường, đại diện truyền thông của Bạn Muốn Hẹn Hò trên Dinh khẳng định giữa Cát Tường và nhà sản xuất không có mâu thuẫn, chương trình đã theo đúng hợp đồng và không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. Sau đó, ồn ào lắng xuống khi Cát Tường chọn giữ im lặng. Mới đây, nguyên nhân Cát Tường rời Bạn Muốn Hẹn Hò được người trong cuộc tiết lộ thêm. Cát Tường chia sẻ trên truyền thông, cô và Quyền Linh có mâu thuẫn cá nhân. Vì mâu thuẫn khó giải quyết nên một trong hai MC phải ra đi. Chương trình chọn giữ MC Quyền Linh. Cát Tường giấu lý do thực sự rời Bạn Muốn Hẹn Hò bởi sợ rằng vì lùm xùm, các công ty khác sẽ không mời cô nữa. Cuối cùng, tôi thấy việc im lặng là đúng đắn, Cát Tường chia sẻ. Sau vụ việc, Cát Tường vẫn làm việc vui vẻ cùng nhà sản xuất Bạn Muốn Hẹn Hò khi đảm nhận vai trò MC của Hẹn Ăn Trưa. Gần đây Cát Tường nghỉ dẫn Hẹn Ăn Trưa. Cô cho biết cô chủ động rời chương trình này và báo trước với nhà sản xuất. Người thay thế Cát Tường là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Đầu tháng 2 năm 2023, Cát Tường dừng làm MC chương trình Hẹn Hò. Chia sẻ trên Tiền Phong, bà mẹ một con cho biết những năm qua cô chỉ nhận đóng một phim mỗi năm vì không cân bằng được công việc. Sau khi dừng làm MC chương trình Hẹn Hò, Cát Tường tập trung cho diễn xuất. Mới đây cô trở lại với vai phản diện trong phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên vào tháng 1 vừa qua, Cát Tường chia sẻ loạt dự định trong năm nay của mình. Tôi sẽ hoàn thành vở kịch dài của tôi. Mình ơi, được ấp ủ 3 năm mà chưa thực hiện xong. Tôi cũng dự định quay trở lại với kịch nói dài hơi tại một sân khấu kịch nào đó. Sau một thời gian dài, nhóm Buffalo ngưng diễn. Tôi dự định sẽ xây nhà tình thương cho bà con với mật độ 4-5 căn một năm. Tôi cũng muốn sang Úc thăm con gái trong năm nay và tiếp tục phát triển kênh YouTube với những clip chia sẻ về du lịch và ẩm thực với khán giả. Cát Tường hiện vẫn là mẹ đơn thân. Mới đây, khi phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy ra mắt, cô đưa con gái đến cùng tham gia sự kiện.